Rất nhiều người có một cái nghi ngờ và lo lắng là không biết là cái khe hình hành răng này trong suốt này liệu có thể di chuyển ra ngoài hay không, và làm thế nào để thành công với cái khe hình hành răng suốt này. Thì trong cái video này thì mình sẽ bật mí cho các bạn là làm thế nào để nhường răng thành công với khe trong suốt như thế này. Xin mời các bạn hãy xem hết video của mình. Vinalife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Và hiện tại tôi có một group, đó là hội niềng răng, hội tư vấn niềng răng và Mewing. Thì bạn có thể truy cập vào group này để đặt ra những câu hỏi, thì tôi và đội ngũ của mình sẽ dành thời gian trả lời các bạn. Thì thực sự là cái niềng răng trong suốt, hay là niềng răng mắc cài, hay là bất cứ một loại niềng răng nào, nó chỉ là công cụ mà thôi. Và cái điều quan trọng để thành công ấy, thì nó đến từ hai yếu tố. Một yếu tố đến từ bác sĩ, và một yếu tố đến chính từ các bạn, những cái người và khách hàng sẽ trải nghiệm dịch vụ niềng răng. Thì đầu tiên ấy, nó gọi là cái yếu tố lâm sàng. Thì đầu tiên bác sĩ phải xác định xem là cái ca này có niềng được bằng khay trong suốt hay không. Nó có rất nhiều các mức độ khác nhau, xem có phải nhổ răng hay không này, xem có phải là mini vít hay không. Và cái ca của bạn là bị hô do xương hay hô do răng, hay là bị móm hay bị khe thương vân. Và cái điều quan trọng là bác sĩ phải có kiến thức chuyên ngành về cái khay niềng răng trong suốt để xác định xem là bạn có phù hợp với khay niềng răng hay không. Cái thứ hai là phải chụp phim X quang. Thì trên phim X quang cũng sẽ đánh giá là các vấn đề, cho dù bạn niềng răng bằng mắc cài hay là trong suốt đi chăng nữa, thì vẫn phải thông qua cái yếu tố là phải dựa trên phim X quang để chúng ta cân nhắc và đánh giá cái tính hiệu quả. Cái yếu tố thứ hai trên lâm sàng ấy là các bạn sẽ được lập một cái phác đồ 3D trên phần mềm, tức là cái sơ đồ răng dịch chuyển. Thì tuy nhiên tôi xin bật mí nhỏ của các bạn rằng là cái phác đồ phần mềm 3D ấy, nó chỉ là mô phỏng lại cái kết quả cũng như là cái sơ đồ lực. Bởi vì từ cái mô phỏng đó thì chúng tôi sẽ sản xuất ra cái khay niềng răng trong suốt ấy. Và nếu mà bạn đeo chuẩn và cái khay này hoạt động một cách hiệu quả, thì về cơ bản là bạn sẽ có một kết quả gần giống với cái phần mềm clean check thôi, chứ không hoàn toàn 100%. Tôi khẳng định luôn là không bao giờ có một kết quả 100% như phần mềm clean check, cho dù bạn sử dụng bất cứ hệ thống nào, từ Invisalign, từ Vinalign hay một hệ thống nào trên thế giới. Bởi vì đây chỉ là một kết quả mô phỏng mà thôi. Cái mục tiêu của chúng ta là làm sao mà sát nhất cho kết quả điều trị trên phần mềm, trên lâm sàng và trên phần mềm ấy, càng giống càng tốt, hoàn toàn không 100% đâu. Thì đấy là cái bật mí của tôi. Và đừng nói vấn đề này cho ai biết. Cái yếu tố thành công thứ hai là đến chính từ các bạn. Bởi vì cái khay này có thể tháo ra được. Đấy, nó không giống như mắc cài. Đối với hệ thống mắc cài thì chúng ta có thể gắn chặt ở trên răng. Còn khay niềng răng trong suốt ấy, chúng ta phải tháo ra được. Và chính vì vậy mà để mà thành công ấy, thì các bạn phải tuân thủ. Thứ nhất là phải đeo đủ thời gian. Chúng ta phải đeo từ 20 đến 22 tiếng đồng hồ. Trừ khi mà chúng ta ăn thì chúng ta phải tháo ra. Thậm chí có những trường hợp mà chúng tôi phải khuyên là có thể ăn luôn với khay niềng răng trong suốt. Thứ hai là bạn phải đeo đúng cái khay. Đeo đủ thời gian rồi nhưng mà phải đeo đúng cái khay. Ví dụ như khay số 1, khay số 2, khay số 3 thì chúng ta không được nhảy khay. Thậm chí có một số các cái bạn khách hàng của tôi thì bảo là bác sĩ ơi em có thể nhảy khay không, tức là từ khay số 3 tự nhiên sốt ruột quá là nhảy khay số 4, thì rõ ràng là lộ trình nó bị gián đoạn và sẽ không tốt. Các bạn phải đảm bảo rằng là phải đeo đủ thời gian và đeo đúng khay. Và cái thứ ba nữa là các bạn phải tuân thủ cái thời gian tái khám. Các bạn có thể đeo quá cái thời gian đeo khay, nhưng nếu mà không đeo không đủ ấy thì không tốt. Và khi gặp bất cứ một vấn đề xảy ra, ví dụ như bạn bị đeo lỏng khay hoặc là bạn đeo không vừa khay chẳng hạn, thì bạn phải liên hệ với bác sĩ của mình để có những phương án xử lý. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta có thể áp dụng thêm các cái bổ trợ, ví dụ như chúng ta có thể nhai các cái cục cắn, gọi là các cái chewing. Thì cái việc mà nhai cục cắn này nó rất là tốt, bởi vì khi mà có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mà chúng ta tác động một cái lực nhai chẳng hạn lên cái khay ấy, thì sẽ giúp cho truyền lực xuống cái răng tốt hơn và làm cho răng di chuyển tốt hơn. Các bạn cứ để ý mà xem, nếu mà chúng ta nhai thuận ở phía bên nào ấy, thì chúng ta cảm thấy là khớp cắn bên đó sẽ khớp hơn rất là nhiều. Cái việc mà bổ trợ thêm cái cục nhai cắn thường xuyên ấy, một ngày khoảng 30 phút, tôi hãy khuyên khách hàng của mình là một ngày thì chúng ta sẽ nhai tổng khoảng 2 lần, nhai cái cục cao su ấy. Như cái hình này, chúng ta có thể thấy cục cao su như thế này. Tất nhiên thì để mà đạt được một kết quả thành công thì chúng ta phải áp dụng với kèm theo các cái bổ trợ, ví dụ như chúng ta phải gắn mắc cài ở một vài răng để giúp cho cái vấn đề xoay răng tốt hơn, dựng trục tốt hơn. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp phải xẻ kẽ hoặc cắt lợn. Thế thì rõ ràng rằng là khay niềng răng trong suốt hay mắc cài nó chỉ là một công cụ thôi. Và để thành công khay niềng răng trong suốt thì ít nhất
bạn phải kết hợp với lâm sàng tốt, và riêng đối với khách hàng thì phải tuân thủ những cái gì mà bác sĩ đưa ra. Thì trên đây là cái video của tôi để giúp bạn có thể có được một kết quả tốt với khai nền răng suốt. Bác sĩ Nam Bùi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của tôi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cái video của tôi để được rộng rãi với cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những video lần sau.